chào tất cả các thành viên của Đạm Tech. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau với một cái tiết mục rất là quen thuộc. Trên tay có cái hộp. Và ngày hôm nay cái hộp chúng ta đó là dòng sản phẩm Gigabyte Gaming OC 8GB. Và nói đến 8GB thì chắc chắn là cạc đồ họa rồi. Và bên cạnh cái logo 3 năm bảo hành này thì chúng ta đã biết ngay đó là dòng sản phẩm Radeon RX Vega 64. Thì các bạn cũng biết là đây là một dòng sản phẩm nó nằm ở cái phân khúc gọi là phân khúc cao Thái Sơn, đúng không ạ? Thì con này nó sẽ nhanh hơn con 1080 của nhà xanh một chút và thua con 1080 Ti một chút. Bởi vì dĩ nhiên 1080 Ti với cái RAM 11GB thì nó là bá chủ thiên hạ hiện nay rồi. Và bỏ qua cái chuyện trâu cày thì hôm nay chúng ta sẽ cùng unbox cho sản phẩm này xem nó có cái gì đặc biệt ha. Rồi, mặt trước thì các bạn thấy con mắt rất là quen thuộc của các dòng sản phẩm card đồ họa của Gigabyte rồi. Ở các cạnh hông thì nó cũng không có gì cả, logo thôi. Ở mặt sau lưng này thì tạm thời bỏ qua một số cái key feature mà các bạn có thể xem rất là dễ dàng trên website của Gigabyte. Và đây cũng là những cái thông số chung của dòng sản phẩm Vega 64 thôi. Ở bên phải đó là những cái thông tin marketing đến từ thương hiệu Gigabyte. Thì các bạn biết đây là một dòng sản phẩm sử dụng hệ thống cooling Winford 2X độc quyền của Gigabyte, tạm gọi là như vậy. Thì các bạn biết hầu hết tất cả những cái hệ thống làm mát dành cho card đồ họa thì nó đều sẽ sử dụng những cái heatpipe. Và cái công nghệ của Gigabyte nó sẽ áp trực tiếp những ống heatpipe này trực tiếp lên trên GPU luôn để đem đến cái hiệu năng làm mát tốt nhất. Thật ra rất nhiều hãng áp dụng công nghệ tương tự, tuy nhiên mỗi bên thì có một cái thủ thuật riêng để đem đến một cái sự độc đáo riêng của dòng sản phẩm mình. Và ở mặt sau thì chúng ta cũng sẽ có Advanced Copper Black Backplate. Và cái điều đặc biệt là cái miếng backplate của dòng sản phẩm này nó cũng có heatpipe luôn các bạn. Thông thường thì cái miếng backplate này nó là một cái miếng kim loại vô thưởng vô phạt, dùng để chống côn trùng làm bậy lên trên kẹt của các bạn, hoặc là làm cho cái kẹt của các bạn nó vững chãi hơn, nó bớt bị cong vênh thôi. Nhưng mà dòng sản phẩm này thì mặt lưng nó sẽ có một heatpipe nữa. Rồi, mặt trước thì các bạn thấy đây chúng ta sẽ có hai cái quạt ha. Thì hai cái quạt này rất là to, đen và hôi, không ngửi được mùi nhưng mà tạm gọi là vậy đi. Và một trong những cái điểm mà các fan nhà đỏ rất là tự hào, bởi vì dòng sản phẩm của Radeon lúc nào cũng có thể xuất ra rất nhiều màn hình. Và cụ thể trong dòng sản phẩm này chúng ta xuất được 6 cái màn hình. Và dĩ nhiên các bạn có lưu ý rằng chúng ta có thể xuất được 6 màn hình, tuy nhiên cần có những cổng xuất hình tương ứng, những đầu chuyển display board vân 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 vân. Và hãy nhớ rằng chúng ta phải chạy cái game phù hợp. Các bạn không thể nào mong muốn chạy PUBG với 6 cái màn hình được. Chắc chắn rồi, độ phân giải quá cao thì game sẽ chạy không nổi ha. Như vậy 6 màn hình là cái spec của card đồ họa. Tuy nhiên chạy như thế nào và chạy hiệu năng thế nào thì tùy thuộc vào cái game và setting của các bạn. Rồi, phía dưới các bạn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3 cổng HDMI và 3 cổng display board. Như vậy với dòng sản phẩm này tuyệt vời quá, chúng ta không cần cổng chuyển của các bạn sử dụng 6 cổng này để xuất ra 6 màn hình luôn. Quá tuyệt vời. Ngày xưa sử dụng một cái card đồ họa AMD và để xuất 6 màn hình thì không phải là chưa ai làm. Tuy nhiên nó tốn kém lắm các bạn, bởi vì mua cái đầu chuyển display board mà active cực kỳ đắt luôn, giá khoảng 100-200 đô lận. Nhưng ngày hôm nay thì với dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể không có lo chuyện này ha. Và đây là cái hộp rất là to và đơn giản, nó màu đen thôi. Phía trên nó có một cái logo khá là bóng, và những cái gì bóng thì khiến cho đàn ông rất là happy. Ở phía trong các bạn thấy một cái kẹt, đây là nhân vật chính của ta ngày hôm nay, chúng ta tạm thời để nó qua một bên. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái lớp mút rất là quen thuộc với Gigabyte thôi. Bên đây sẽ có cái cáp, đây là cáp hai đầu 6 pin Molex chuyển sang đầu 8 pin. Như vậy những cái nguồn nào mà không có sẵn cáp thì các bạn có thể sử dụng. Các bạn nhớ là công suất gia đình dòng sản phẩm này lên đến 295W. Vì vậy trong một số trường hợp nếu như cái nguồn các bạn không có đủ công suất thì các bạn chỉ nên tạm xài cái này trong thời gian ngắn thôi. Còn nên sử dụng cái nguồn công suất thật nha các bạn. Và dĩ nhiên là cái nguồn đó nên có cổng cấp nguồn 8 pin, bởi vì ngoài cổng cấp nguồn 8 pin tôi chắc chắn nó sẽ yêu cầu nhiều hơn một cổng cấp nguồn 8 pin rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ khui nhẹ em nó ra ha. Thì một lần nữa nhắc lại cho các bạn là tay tôi khá to. To đây không phải là tay to nhà giàu, mà tay to đúng nghĩa, to như một trái banh bóng rổ vậy. Và trên một cái bàn tay khá to như vậy, các bạn thấy là cái cạc này cũng rất là to. Tại sao chúng tôi lại coi ở cái mặt lưng trước? Bởi vì cái mặt lưng này các bạn thấy là chúng ta được quảng cáo là ở mặt lưng nó có một cái heatpipe. Để xem có không nha các bạn ha. Ở giữa chúng ta thấy có một cái miếng đồng mà nhìn cũng khá là chất ha. Ha. Và ở đây là những cái hệ thống ốc rất là chỉnh chu, logo Gigabyte. Do là bình thường cạc nằm như vậy, vì vậy các bạn thấy nó logo nó nằm đúng chiều. Đà, rõ ràng. Các bạn nhìn kỹ góc máy này có thấy một cái heatpipe rất là mỏng ở đây.
Đây, như vậy rõ ràng là Gigabyte đã giữ đúng cam kết của mình khi có một cái hip bar nhỏ để làm mát cho mặt lưng luôn. À, như vậy đây là một cái điểm khác biệt của cái công nghệ backplate của dòng sản phẩm ca đồ họa cao cấp đến từ thương hiệu Gigabyte. Rồi, cổng cấp nguồn đúng như từ dự đoán, ở đây chúng ta cần có đến hai cổng cấp nguồn 8 pin nữa các bạn. Như vậy là các bạn cần chọn một cái nguồn phù hợp, và trường hợp kẹt lắm á thì các bạn sử dụng hai cổng cấp nguồn 6 pin để chuyển thành một cổng cấp nguồn 8 pin được đi kèm trong cái ca đồ họa này. Ở mặt trên các bạn thấy đây là một cái logo, tuy nhiên ở đây hoàn toàn tôi thấy không có led ha. Đây là dòng sản phẩm phiên bản Epson 8GB OC. Và các cạnh bên, ở đây chúng ta thấy một số cái hình thức từ cạnh bên. Ở đây là cạnh dưới ha. Đây. Và đây là chân cắm cạc, được bảo vệ bằng một cái miếng nhựa dẻo, khá là chỉnh chu. Mặt sau lưng, giống như tôi đã chia sẻ từ đầu, chúng ta sẽ có tổng cộng 6 cổng kết nối, bao gồm 3 cổng HDMI và còn lại là 3 cổng display port. Ha, tương tự, vì vậy chúng tôi cũng không tháo ra làm gì nữa. Và đây là một cái cạc khá là to. Tuy nhiên, về căn bản, nó sẽ chiếm của các bạn chỉ có 2 khe PCIe thôi. Tuy nhiên nhìn kỹ nè, ở đây nó chiếm thêm một khoảng nữa và các bạn cần có thêm không khí để cho cái cạc này làm mát. Vì vậy các bạn vẫn nên chừa tối thiểu từ 3 đến 4 khe PCIe để mang đến cái hiệu suất làm mát tốt nhất do dòng sản phẩm này. Và ở phía dưới này còn một cái diện tích rất là bé nhỏ và khiêm tốn dành để đẩy toàn bộ khí nóng từ trong cái quạt lồng sốc của chiếc cạc này đi ra ngoài. Thì hệ thống làm mát của dòng cạc này nhìn ở một phương diện khác, các bạn thấy chúng ta có hai cái quạt rất là đặc trưng đến từ công nghệ của Gigabyte. Và cái luồng gió nó sẽ đi từ phía trên đi xuống và được đẩy ra ở mặt trước để đưa tất cả khí nóng ra ngoài. Và ở một khía cạnh nào đó thì các bạn cũng có thể thấy rằng tất cả những dòng cạc đồ họa AMD nói riêng và hầu hết tất cả những dòng cạc đồ họa được bo custom của Gigabyte và các thương hiệu nổi tiếng khác thì họ đều làm một cái hairpin rất là chất. Thứ nhất, nó tạo nên một cái phong cách của game thủ. Thứ hai, thật sự nó đem đến một cái giải pháp làm mát tốt hơn. Tuy nhiên một số ông thì lại thích cái thiết kế chuẩn của AMD hoặc là của NVIDIA thì đó là thói quen của mọi người rồi. Cái đó mình không có dám gọi là can thiệp ở đây. Như vậy, đây là sơ bộ những hình ảnh đầu tiên mà các bạn muốn biết đến về dòng sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Và nếu như các bạn vẫn quan tâm về hiệu năng benchmark cũng như là về cái mức tiêu điện tiêu thụ cũng như nhiệt độ khi hoạt động thì các bạn hãy đón chờ xem bài review chi tiết của Bác Dù trên diễn đàn amtech.vn nhé. Và lời cuối cùng, xin ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.